Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số loại dòng cúc mai bông đẹp cô chú anh chị ha. Trong đó có cúc hoàng đế, cúc vua, dạ cúc vạn phúc ha, thọ hương, với lại có dảo bạch kim, cây ghép với phô mai vàng đế thú ha cô chú anh chị. Dạ mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ kênh. Dạ chúc cô chú anh chị xem clip vui và chọn được những cây giống mới, những cây mai đẹp để mình chuẩn bị chơi Tết 2024 cô chú anh chị ha. Dạ em xin chào bà chủ ơi. Dạ chào cô chú anh chị, hôm nay em có alo mai về giới thiệu với cô chú anh chị nha. Đây là cây giáo bạch kim nha. Dạ rồi, đầu clip là cây giáo bạch kim hết cô chú anh chị. Hàng bonsai luôn ha. Đều tàn hết trơn rồi nha cô chú. Giả bạch kim thì lá cẩm hạch bông vàng nha cô chú anh chị. Cây này già một cái chọc ghép hay cà bá nữa luôn rồi ha. Đế nó như một con hà mã vậy đó cô chú anh chị. Có cái bệ đùi phía sau rất là lực luôn nha. Dạ rồi em xin số đo luôn nha bà chủ. Dạ. Sáu mươi mốt. Chiều cao 61. Xin chào 8.000 giùm em luôn nha. Dạ. 8.048. Dạ, 8.048. À, 19. Dạ, và được 19 nha cô chú anh chị. Cái mình nó rất là mập luôn nha. Cái này chỉ có 3 bao ghép thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình muốn chơi lá hồi con tàn là nó ra cái đợt non đẹp lắm nha cô chú. Hàng này chơi Tết là ok ha. Em xin giá giao lưu luôn à. Giá giao lưu là 1.600.000 nha anh chị. Em bao ship luôn. Dạ rồi, 1.600.000. Dạ. Dạ. Em giới thiệu tiếp nha anh chị. Cây này là cây cúc tư long nha. Dạ. Cúc tư long mã số 2. Rồi cái tược non ra mướt gượt luôn á cô chú anh chị. Cây này mình hàng cũng già mùa rồi ha. Ghép được 4 bo ghép. Chọc ghép là gần bằng út của mình đó cô chú anh chị. Rồi đế có đế luôn nha. Rồi em xin xếp đo luôn ạ. Dạ. Được 40 nha. Chiều cao 40. Bình tán 41. Dạ tán ngang 41. 15 nè. Dạ và được 15 á cô chú anh chị. Cái này giờ mình xịt rửa ra nó cái đế bỏ khá là đều nha cô chú. Rồi em xin giá luôn nha bà chú. Giá giao lưu là 400 nha anh chị. À, em bao ship luôn. Dạ 400 nha. Em giao lưu tiếp nha. Cây là cây cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Dạ cúc vạn phúc. Em này cái tàn ngon lành luôn rồi cô chú anh chị. Tàn ấm tàn mà đang đi thêm cơ đợt mới đó cô chú anh chị ha. Cái này mình ghép rất là nhiều chột ghép luôn á cô chú. Đế là nó chảy đi luôn nha. Rồi, em xin số đo luôn nha. Đo mình 54 nha. Dạ, chiều cao 54. 50. Dạ, tán ngang 50. 11. Dạ bên được 11. Rồi một cây cúc vàng phúc nha cô chú anh chị, nghe cái tên không là phong thủy hả cô chú. À mình giao lưu giá nhiêu mà chú? À giao lưu giá này 450 nha. Em bao ship luôn. Rồi 450. Dạ cây này kêu em giao tiếp. Cây này là cây vạn phúc nha. Dạ cúc vạn phúc luôn nha cô chú anh chị. Cây cũng đang phát triển được non mút cuộc luôn ha. Hai mình già mùa nha cô chú, ghép được 30 kiếp. Rồi đế nguyên một củ đế luôn nha. Rồi em xin số đo luôn nha bà chú. Cho 70. Dạ chiều cao 70. Tán 53. Ở 52.
Dạ bé 252. Ở 13. Dạ, được 13 hoành nha cô chú anh chị. Em xin giá luôn ạ. À? Rồi, giá giao lưu của em là 350 nha. Em bao ship luôn. Em giao lưu tiếp nha, cây này là cây mai quắn nha. Dạ, một cặp mai quắn nha cô chú anh chị, nó rủ xuống tới qua khỏi cái miệng chậu luôn rồi mấy cô chú. Nó sáng cấp kịch luôn ha. Sáng này mình ghép với mai vàng được sữa rễ ngón đế á cô chú anh chị. À, cái này không có chiều cao luôn. Rồi cặp này mình giao lưu giá nhiêu thế bà chủ? Cặp này em giao lưu giá 250 nha. Dạ, 250. Dạ, em bao ship luôn. Cây quá đẹp. Nhỏ nhỏ dễ thương hết với cô chú anh chị, nó ra bông treo toàn đen như là đồng đèn vậy đó cô chú. Rồi em để luôn ha. Rồi em cho lớp giao lưu tiếp nha, cây này cũng mai quắn luôn. Dạ, mã số 6. Mã số 6. Dạ, sóng khích nha cô chú anh chị, nó lượn lượn luôn ha. Dạ, em xin giới thiệu luôn nha. Em giao lưu cây này 250 nha, em bao ship. Dạ 250 nha cô chú anh chị. Rồi, em xin số đo luôn nha. Cao được 26 nè. Dạ, chiều cao 26. Còn nên được 21. Dạ. Thăng 9 nha. Dạ, và được 9 nè cô chú anh chị. Rồi, tát đây chơi bông rồi vi vu luôn ha. Em 250 mã số 6. Rồi em giao lưu tiếp cây mai quắn luôn nha. Dạ, mai giao thử sắn. Em này thì phong cao hơn xíu nha cô chú anh chị. Quắn là cây quắn rất là đẹp. Rồi em sẽ xếp đôi luôn nha. Ừ, 46. Dạ, chiều cao 46. Này khỏi quạnh. Dạ. À, thăng 11. Dạ. Em vô lưu cây này 208 nha, em bao ship luôn. 208 nha cô chú anh chị, mai giờ từ 6 mã số 7. Rồi, em vô lưu tiếp cây cúc không nhị nha cả nhà. Dạ. Mã số 8. Mã số 8. Có mặt bông luôn cô chú. Không có nhị nhìn dễ thương lắm cô chú anh chị nha. Thì cô chú anh chị mình thấy mặt hoa thì yên tâm ha. Cây này ghép được 3 bo lớn còn có út thôi cô chú anh chị. Đế là có đế nở củ đế nha. Dạ em xin cái đo nha. Cao là 52. Dạ. Tán ngang là 45. Thăng là 12. Dạ, và được 12 nha cô chú anh chị. Em giao lưu giá 350 nha anh chị. Dạ, 350 một. Em bao ship luôn. Bông dễ thương lắm nha cô chú anh chị. Đây, bông đây. Rồi, em giao lưu tiếp cây cúc đại đó nha. Dạ, cúc đại đó nha quý cô chú anh chị. Và cây này về nó vượt dài lắm cô chú anh chị, mình lấy bo nhân giống được nhiều ha. Mình ghép chỉ có 3 bo thôi cô chú, bự bằng ngón út ha. Cây này đế cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin xếp thôi ha. Được 76. Dạ, chiều cao 76. Đang ngang 41. Dạ rồi. 16. Dạ, và được 16 nha cô chú anh chị. Cái này nở củ đế luôn nha. Dạ, cúc đại đó mà số 9. Mình giao lưu giá nhiều nha chủ. Em giao lưu giá 400, em bao ship luôn nha. Dạ. Rồi, 400 ngàn nha cô chú. Rồi, em giao lưu tiếp với cây cúc Vạn Phúc nha. Dạ, cây mã số 10 nha cô chú anh chị. Cây này lùng liền, tàn ấm mà đúng rồi với cô chú anh chị. Để đi tuột quá trời luôn ha. Cây này mình ghép 50 ghép thôi cô chú anh chị.
Đế là cũng có nổi đế luôn nha. Dạ rồi, em xin số đo đây rồi. À, cao 46. Dạ. Tán 48. Rồi, tán 48 nha cô chú. À, thăng 14. Dạ. Dạ, em xin giá giao lưu luôn ạ. À, mã số 10 em giao lưu 450 nha. Em bao ship luôn. Dạ, 450 một cây cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Dạ, em giao lưu tiếp mã số 11 nha. Cây cúc vạn phúc luôn. Dạ, cúc vạn phúc luôn nha cô chú anh chị, mã số 11. Cái này cũng có một bông cô chú anh chị mà nó xuống hết trơn rồi. Rồi cây này mình cọp, mình ghép được 4 chọc ghép, dán hơi siêu siêu nha cô chú. Dạ rồi, em xin số đo luôn nha. À, số đo là 84, bị cao ha. Dạ. Bị hoành là 57. Thăng là 15. Dạ rồi, em xin giá luôn nha. Em giao lưu mã 11, cái cúc dòng phúc này là 450 nha. Em bảo ship luôn. Dạ, em giao lưu tiếp cây số 12, cúc quả hồng nha cả nhà. Dạ, cúc quả hồng lên tú. Cây này lá cũng bút gược luôn thôi chú anh chị. Tiếp được 2 bo thôi ha. Bo bự bự hút rồi cô chú. Hàng già mùa đế đẹp luôn nha. Dạ, chiều cao là 46 ha. Dạ. Hoành và 39. À, tới ngang 39. Thăng là 11. Dạ, hoành được 11 nha cô chú anh chị. Cúc quả hồng hàng già mùa luôn nha. Em xin giá luôn ạ. À, em giao lưu giá này là 350 nha. Mã số 12, cúc quả hồng. Rồi, em giao lưu tiếp cây này là cây cúc thọ hương nha. Mã số 13. Mã số 13. À, cây này cũng đang phát triển rất là mức vượt luôn cô chú anh chị, vượt luôn quá trời ha. Đến nơm một bo ghép thôi ạ. À. Rồi em xin số đo luôn nha. Keo là 65. Dạ. Năm mươi hai. Đấy ngang 52. Mười. Dạ, hoành được 10 thôi cô chú anh chị. Hoành được 10. Đế nôm nôm luôn nha. Rồi em xin giá hai bà chú. Rồi giá này em, cây này em giao lưu giá 250 nha. Em bao ship luôn. Dạ. Mã số 13. Rồi em giao lưu tiếp nha. Cây mã số 14, cúc thảo ly nha. Cây này cũng đều tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Giờ mình có thể test được mật bông ha. Em thấy có nút nụ luôn à. Cây này mình ghép cũng được 4 bo. Đế cũ đế luôn á cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn ha. Cao 56 ha. Dạ. 35. Tán tới ngang 25. 10. Dạ, mà được 10 thôi cô chú anh chị, nhưng mà cây này đế đẹp ha. Cây này em giao lưu giá 350 nha, em bao ship. 350. Mã 14. Rồi em giao lưu tiếp cây mã số 15 nha, cúc hoàng đế. Dạ, cúc hoàng đế, cây này tầm trung dễ chơi ha cô chú anh chị, có một bông luôn nha. Một bông to nha cô chú anh chị, cái màu vàng nghệ ha. Dạ, cái này cũng là hàng già mùa nha cô chú anh chị, cái chọc ghép nó liền lạc mà chọc ghép lớn luôn nha. Đế có đế luôn à. Rồi em xin số đo luôn nha bà chủ. Keo 76. Dạ. Hàng già mùa nha cô chú anh chị. Cái ngang là 56 á. Dạ rồi.
thân 11. Dạ, khoanh được 11. Cái mặt bông này chà bá nữa luôn á cô chú anh chị. Nó còn một số nốt nụ nữa nè ha. Trời, cho dân giá luôn rồi. Rồi em giao lưu cây này 650 nha, mã 15. Dạ, 650 mã 15. Em bao ship luôn. Dạ. Cây này cũng là cây cuối clip nha, mà mong cô chú anh chị ủng hộ giao lưu mai của em. Dạ. Dạ rồi, em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những lúc chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Thời Gian Ngoài.